Trời, nó học bài nha. Đây, hình gợn sóng. Hình gợn sóng biết chưa? Đây, hình xoắn ốc nè. Hình xoắn ốc nha. Đây, zig zag. Sao dạ? Mẹ xin học bài mà. Hình xoắn ốc. Đây, hình vuông. Hình vuông con học bữa giờ nè. Hình vuông thấy chưa, u nè. Hình chấm bi nè, đó thấy chưa. Hình gợn sóng hình gợn sóng nè mẹ ơi, thấy không. Tập trung vô đây, hình xoắn ốc nè. Xoắn ốc nè, ui, hình xoắn ốc. Đây, hình gì đây? Hình zig zag. Hình zig zag được không? Giỏi quá. Cười kìa. Mình học tiếp nha. Hình vuông nè. Hình vuông. Vuông. Đây, hình chấm bi nè. Con biết cái hình này rồi phải không? Tiếp theo, hình này hình gợn sóng. Gợn sóng. Cái này cũng biết luôn rồi, giỏi quá. Hình gì đây? Hình xoắn ốc nè. Nè, hình xoắn ốc. Tập trung vô đây cô nơ ơi. Nè, hình xoắn ốc nè con. Đang học mà mê chơi quá vậy ta hả?